Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình ra vườn và thấy lá lốp của mình có một ít lá rồi. Đây là những cây lá lốp mà người bạn của chị mình cho chị mình đó, và mình đã trồng, thế là ra được một ít lá rồi. Mình quyết định hôm nay mình sẽ làm món bò cuốn lá lốp. Qua Mỹ rồi tự nhiên rất là thèm món ăn của Việt Nam mình các bạn à. Mình hái được bao nhiêu đây lá lốp rồi nè. Đây là khu vườn nhỏ nhỏ, mình trồng một ít rau để khi bận rộn quá mình có thể ra đây mình hái rau sống rồi nè các bạn. Sẵn đây mình hái thêm một ít rau sống ha các bạn ha. Mình nghĩ là món bò cuốn lá lốp ăn với bánh tráng mà có kèm thêm rau sống nữa thì giúp cho món ăn của mình cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Chưa có nấu món ăn gì hết, mới có hái lá lốp, hái rau sống thôi mà mình lại bắt đầu thèm món bò cuốn lá lốp, rồi nhớ tới món ăn của Việt Nam mình nữa rồi. Sẵn đây á, mình chia sẻ với các bạn luôn là vườn rau nhỏ nhỏ này của mình nè à, mình không có mua hạt giống về trồng đâu các bạn. Mình chỉ mỗi lần mà mình đi chợ Việt Nam á các bạn, mình mua rau sống thì mình thấy những cái thân cây nào mà già đó các bạn, nói chung là càng già càng tốt, mình làm sạch, sau đó mình dùng nước lọc á các bạn. Mình cho thân cây vào nước lọc, mình ngâm và thường xuyên thay đổi nước mỗi ngày, đến khi nào mà thân cây của mình được kích thích ra rễ nhiều đó các bạn, rễ càng nhiều càng khỏe. Sau đó các bạn cứ thế mà ghim hẳn vào xuống lòng đất. Chỉ cần như thế thôi là bạn đã có vườn rau nhỏ nhỏ xinh xinh rồi đó. Mình thấy trồng rau sống thật sự cũng không có khó đâu các bạn. Mỗi một ngày á, mình tưới nước chỉ có một lần à, không mất quá nhiều thời gian. Với lại ở bên Mỹ này đó các bạn, mình thấy lạ lắm, trời đang nắng nha, muốn mưa lúc nào là mưa à. Vì thế mà trồng cây á, đỡ tốn nước lắm các bạn ơi. Đây là rau dấp cá nè, cách đây một tuần á, rau dấp cá ra quá là nhiều, thế là mình đã cắt ngang bớt và đưa cho ông xã đem đi biển. Bởi đi biển thì đông người á các bạn, mình đưa cho ông xã để mỗi lần đi biển mà có thèm ăn món cuốn á, có rau sống ăn kèm vào nữa thì giúp cho món cuốn càng thêm ngon á các bạn. Rau dấp cá đó các bạn, khi mà mình trồng á ngộ lắm. Bây giờ hiện tại là mùa hè thì rau dấp cá ra rất là tốt nha, nhưng đến khi mùa đông á các bạn, nó lên không có nổi. Cho dù mình có khiêng vào trong nhà nha, mình bê cả chậu vào trong nhà luôn, nhưng nó vẫn không có lên. Đặc biệt một điều, tới mùa hè các bạn chỉ cần tưới nước thôi là nó lên một đống luôn. Mình không hiểu tại sao, rất là hay luôn á các bạn. À, cây ớt của mình cũng đang chín được vài trái rồi nè. Sẵn đây mình hái vài trái ớt, xí nữa mình làm nước mắm ha các bạn ha. Các bạn biết không, cây ớt này nè, trái tuy nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ cay, cay y như ớt hiểm á các bạn. Lúc đầu mình thấy trái ớt nó lùng lùng á, mình nghĩ là nó không có cay đâu nha. Ai ngờ đâu, cay ớt là cay luôn. Mình cảm thấy cây ớt này rất là tuyệt vời các bạn. Mình còn đang định nhân giống cây ớt này ra đó. Mình đang định đợi cho cái trái nào mà già đó các bạn, mình lại trồng thêm vài cây ớt nữa. Tại vì á, ớt trồng á các bạn, khi chín rồi các bạn chỉ việc hái rồi cho vào tủ lạnh đông đá thôi, để dành mình ăn từ từ, không có sao hết á. Đây là lá lốp mà mình vừa hái xong đây các bạn. Ở nhà được trồng mấy cây lá lốp nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà ra được bao nhiêu đây lá là mình đã vui lắm rồi đó. Mình quyết định hôm nay mình sẽ làm bò cuốn lá lốp. Các bạn hãy vào bếp làm cùng với mình nha. Món bò cuốn lá lốp rất dễ, không khó để làm đâu các bạn. Khi mà sống ở Mỹ thì món ăn Việt Nam thì đa phần thì rất là thèm luôn các bạn ơi. Bạn nào chuẩn bị đi qua Mỹ thì trước khi đi thì nhớ ăn rất là ăn nhiều nhiều món ngon của Việt Nam mình nha. Bởi vì mình đi qua rồi mình biết, lúc ở Việt Nam mình không có thèm đâu, nhưng khi qua tới Mỹ rồi thì rất là thèm các món ăn của Việt Nam đó các bạn. Hiện tại thì đang dịch nữa,
dịch Covid mình đâu có về được đâu, nên là cứ mày mò làm món ăn của Việt Nam cho đỡ thèm. Ở bên đây gia vị cũng đầy đủ lắm các bạn, nên là mình có thể tự làm ở nhà được các bạn ha. Ok, giờ thì bắt đầu làm bò cuốn lá lốt với mình nha. Để làm món bò cuốn lá lốt á, thì ở bên Mỹ mình thấy người ta có bán sẵn thịt bò như thế này nè các bạn, mình chỉ mua về và sử dụng thôi. Thịt bò thì được xay sẵn luôn các bạn, tiện và sạch sẽ lắm. Mình thấy thịt bò này ok, vào nhà mình cũng hay dùng nữa. Còn lá lốt á, thì để bắt đầu cuốn á, thì các bạn hãy nhớ cho để lá lốt của mình được khô ráo ha. Đầu tiên á, thì mình phải cần có lá lốt sắc nhuyễn nha các bạn, hành tím ha. Đây là những cái gia vị để mình ướp vào thịt bò nè. Mình sắc sẵn như vậy nè thì nó sẽ rất là ngon nha các bạn. Ướp vào á, nó thơm nữa. Hành tím mình cũng sẽ cho vào luôn. Còn đây là tỏi với lại hành tím đó các bạn, mình cháy sẵn rồi. Với lại các bạn nhớ cho dầu vào nha, để khi mình ướp thịt bò đó, thịt bò của mình nó vừa thơm vừa ngon nữa đó các bạn. Mình cho hết vào đây. Sau đó các bạn cho nước tương ha. Ở bên Mỹ cũng có nước tương tăm thái tử này các bạn. Mình cho nước tương. Với bao nhiêu đây thịt bò mình cho tầm 2 muỗng nước tương ha. Tiêu nữa nha các bạn. Tiêu nó giúp cho dậy mùi thịt bò lên và thơm nữa đó các bạn, nên mình nên bỏ thêm tiêu vào ha. Nhưng mà nếu mà nhà có trẻ em á, thì bé không thích ăn tiêu thì các bạn khỏi bỏ ha. Còn đây là muối ha các bạn, muối mình bỏ ít thôi, không bỏ nhiều ha, mình chỉ dằn nhẹ một xíu thôi. Và các bạn hãy nhớ cho thêm khờ no vào nha các bạn. Đây là khờ no ở bên Mỹ nha, mình hay mua sẵn như thế này nè, tầm hơn nửa muỗng một xíu nha các bạn. Món này á, mình làm xong và mình cuốn với bánh tráng kèm theo bánh hoặc là bánh hỏi á, các bạn ăn rất là ngon luôn ha. Tiếp theo mình sẽ thêm dầu hào nữa nha các bạn. Đây là dầu hào nhà mình hay dùng. Các bạn bỏ vào đây tầm 2 muỗng ha. 2 muỗng, 3 muỗng cũng được nha các bạn. Dầu hào sẽ giúp cho thịt bò của mình vừa thơm vừa mềm nữa đó các bạn, ngon lắm. Đây là những gia vị đơn giản thôi. Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng luôn để cho nó ngon. Sau đó đây. Đây là những gia vị mà mình mới vừa cho vào. Bây giờ các bạn tiến hành trộn đều lên để cho thịt bò với gia vị thấm đều nha. Bạn cũng có thể dùng bao tay để trộn, mang bao tay vào ha, để trộn cho thịt bò nó dễ hơn và thấm nhanh hơn ha. Hoặc làm cách này cũng được. Cách này thì nó sẽ gọi là dùng đũa với muỗng để trộn thì nó sẽ khá là lâu. Còn nếu mà bạn mang bao tay á, thì trộn thịt bò sẽ nhanh hơn. Các bạn nhớ dằn vào thịt bò của mình thêm một xí đường nhé các bạn, để mình dằn vị lại. Như thế này thì là thịt bò của mình nó vừa ăn luôn đó các bạn. Sau đó mình trộn đều tiếp ha. Sau khi thịt bò đã thấm đều với gia vị rồi đó các bạn, thì mình tiến hành
cuốn với lá lốt nha các bạn ha. À, với lại nhà bạn nào mà thích ăn đậu phộng á thì mình rang rồi mình cho vào đây một ít đậu phộng và chừa lại một ít để khi mà mình nướng thịt bò lá lốt xong thì mình rải ở trên bề mặt hết các bạn ha. Riêng nhà mình thì không có ăn đậu phộng vì thế mà mình không có cho vào đây hết các bạn. Lá lốt thì các bạn chọn bề có gân như thế này để mình cuốn ha. Mình cho vào đây một ít vừa đủ. Đừng nhiều quá nó sẽ tràn hết các bạn ha. Cuốn cái này mình thấy giống như là cuốn bánh tráng vậy, nó cũng dễ lắm, không có khó đâu. Có một số gia đình đó thì sẽ dùng cái đầu có sẵn nè các bạn, thì sẽ ghim hẳn vào đây luôn. Nhưng mình đó thì mình thích dùng xiên que để khi mà mình nướng đó các bạn, nó sẽ nhanh và gọn hơn. Và mình sẽ xiên que để đây tiếp tục mình cuốn cho tới khi nào hết thịt bò hết các bạn ha. Lá lốt nhà mình trồng nên có lá to lá nhỏ, vì thế cũng sẽ hơi hơi khó cuốn hết các bạn ha. Nhưng mà nhà nhà trồng á, thì khi mình hái vào để mình ăn á, thì cảm giác á, thì nói chung là rất là thích các bạn à. Các bạn cái đoạn cuốn thịt bò này á, thì nó sẽ khá lâu nên mình ngắt bớt để các bạn xem video đỡ chán ha. Sau khi mình cuốn thịt bò với lá lốt xong rồi đó các bạn, thì mình tiến hành đem đi nướng ha các bạn ha. Que này là cái que mà mình tận dụng những cái lá nhỏ đó các bạn, những cái lá lốt nhỏ đó, nên mình không có bẻ bẻ mấy cái đầu nó vào được, bởi vì nó khá là nhỏ đó. Nếu mà bẻ mấy cái đầu nó vào nữa thì thịt bò nó sẽ khá là ít, ăn sẽ không có ngon lắm nha. À, với các bạn biết không, bởi vì lá lốt nhà trồng mà mình phải tận dụng. Với lại mình đang rất là thèm món món bò lá lốt này của Việt Nam nè, nên mình tranh thủ nhà trồng được có bao nhiêu đây lá à, hên lắm các bạn ơi, hên lắm mới được làm cái món này á. Ở bên này muốn đi tìm lá lốt á, thì các bạn phải đi chợ Việt Nam mới có. Nhà mình hên là bạn của chị mình á, cho được mấy cây mà mình trồng á, nên mới được ra vài lá như thế này nè. Mình tranh thủ làm món bò lá lốt vì mình sợ để lá lâu quá thì nó sẽ kêu sao ta, lá nó già đó các bạn, ăn sẽ không có ngon lắm. Mình thích ăn lá như thế này, nó chưa có già, như vậy ăn sẽ rất là ngon ha các bạn ha. Bây giờ mình đi nướng thôi. Và đây là một mẹo nhỏ của mình nè các bạn. À, mình dùng hành tím nè, hành lá, mình phi với một xí dầu. Khi mà mình nướng bò lá lốt đó các bạn dùng một lớp dầu này, mình quét lên trên bề mặt của bò lá lốt, giúp cho bò lá lốt của mình vừa thơm mà không bị khô như các bạn. Tranh thủ lúc đang nướng thịt bò lá lốt đó các bạn, thì mình thoa luôn dầu bề mặt bên này và sau đó mình thoa luôn bề mặt phía sau nhé các bạn. Đây là dầu mà lúc nãy mình vừa chia sẻ với các bạn đó, đó là dầu mà mình đã dùng hành tím và hành lá mình phi thơm lên. Đây là một mẹo nhỏ giúp cho bò lá lốt của mình, thứ nhất là không bị khô, thứ hai là dậy mùi lên rất là thơm. Đây, bò lá lốt của mình sắp sửa chín rồi các bạn ơi. Mùi thơm làm mình cảm thấy thèm và rất là đói luôn các bạn ơi. Bây giờ ở bên Mỹ là buổi chiều rồi đó các bạn, tầm 6 giờ chiều. Vậy mà trời vẫn còn rất là sáng các bạn ha. Nếu mà ở Việt Nam mà 6 giờ chiều như thế này thì ở bên ngoài thì chắc là phải là buổi tối rồi đó các bạn. Mình tranh thủ thoa thêm một ít dầu lên bò lá lốt nữa. Và lá lốt của mình sắp chín rồi. Và đây đã chín rồi các bạn ơi. Mình chuẩn bị cho ra dĩa. Ôi nó hơi nóng á các bạn.
ngon quá các bạn ơi, mùi thơm nữa chứ. Hấp dẫn quá các bạn ơi, tự nhiên mình lại bắt đầu thèm nữa rồi. Nhớ tới sách sữa ăn, mình cảm thấy rất tuyệt vời. Nóng quá, ngon quá các bạn à. Mình đã lấy ra hết rồi đây. Đây các bạn ơi, đây là món bò cuốn lá lốp mà mình vừa chia sẻ với các bạn nè. Món này làm không khó các bạn ha, nguyên liệu thì lại rất là dễ luôn. Để được mua được cái lá lốp ở bên Mỹ đó thì các bạn đi chợ Việt Nam ha. Chợ Việt Nam mình thấy bán khá là nhiều các nguyên liệu để mình nấu món ngon của Việt Nam mình đó các bạn. Còn lá lốp này thì nhà mình trồng, từ đầu mình đã chia sẻ với các bạn rồi đó. Lúc đầu á, mình định làm món bò cuốn lá lốp ăn kèm với bánh hỏi. Nhưng sau đó mình kiểm tra thì nhà mình đã hết bánh hỏi rồi. Và thế là mình chuyển qua cuốn với bánh tráng. Món này thì cuốn với bánh tráng thì rất là ngon ha các bạn ha. Bò lá lốp thì rất dễ ăn nữa. Cuối tuần các bạn thay vì ăn cơm thì mình đổi khẩu vị cho gia đình nhỏ của mình, chuyển qua làm món bò cuốn lá lốp, thử món mà mình vừa chia sẻ cho các bạn ha. Chúc các bạn thành công với món bò cuốn lá lốp và cảm ơn các bạn đã yêu thương, đăng ký, ủng hộ kênh của mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn món ngon tiếp theo. Bye bye. Mình rất thích ăn món ăn của Việt Nam nên mình sẽ chia sẻ nhiều món ăn của Việt Nam hơn để các bạn cùng giao lưu với nhau và học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn món ngon của Việt Nam mình nha các bạn. Bye bye, tạm biệt.